Chào buổi sáng nha. Thì em đang ở trong showroom bên em. Mọi người thường biết là buổi sáng thì nó là một cái khoảng thời gian đem lại cho ta nhiều cái cảm giác thư thái và dễ chịu nhất. Và nhất là khi được ở trong một cái showroom cây cảnh toàn là cây xanh như thế này thì cái cảm giác của chúng ta sẽ thư giãn rất là nhiều. Cảm giác mệt mỏi và stress nó sẽ giảm thiểu đi, giúp cho ta có một tâm trạng dễ chịu này. Thì trong cái video ngày hôm nay ấy, thì em sẽ đem đến cho mọi người một chủ đề cây nhập họ khi nhập nhưng mà có cái công dụng rất là lớn. Và cái những cái cây này thì mọi người có thể trồng trong chậu và để ở trong những cái bàn làm việc của mình rất là hữu hiệu. Đó, cây đầu tiên đây mọi người, cây này mọi người nhìn nào có thấy những cái bắt mắt trên cái đốm lá của nó đúng không? Đó, những cái sọc trắng xen kẽ lẫn nhau tạo thành điểm xiết cho cái cây này. Thì cây này nó có tên là cái cây sao băng bởi ở trên lá của nó có cái điểm nhấn bởi cái sọc trắng như thế này. Đây là trong dân gian người ta gọi là cây sao băng. Thì cây sao băng này nó có rất là nhiều ý nghĩa. Đó, cái thân của nó là một loài thân đơn này mọi người. Nó mọc vào thẳng lên và còn có thể cao hơn nữa nếu mà mọi người cách chăm sóc của mọi người tốt và sẽ khiến cho cây còn phát triển hơn nữa. Đây trên lá cây đang ra rất là nhiều mầm non mọi người ơi, mầm của nó đang ra nhiều lắm. Cái cây này thì mọi người hầu như là chăm sóc cũng không cần, thì chỉ cần tưới đủ nước cho cây là cây sẽ có thể phát triển được. Cái cây này nó có cái ý nghĩa mang lại nhiều may mắn này, niềm vui cho gia chủ. Và trên mặt lá thì nó có những cái đường sọc trắng này với cái màu bạc đa xen kẽ. Mọi người để ý nó không hẳn trắng hẳn đâu, nó có cái màu bạc đó mọi người. Bắt mắt này, chính vì vậy mà cái cây trong khu vườn sẽ trong cái khu vườn hay là trong góc văn phòng của bạn hay trên bàn làm việc thì nó sẽ giúp cho văn phòng của bạn bớt nhàm chán và đơn điệu nha. Đó, mọi người trông một cái cây này ở trên cạnh các cái bàn làm việc hay là trên cạnh cái máy tính ý, thì nó sẽ giúp cho mọi người giảm thiểu cái chất bức xạ của các thiết bị điện tử. Đó, giúp thanh lọc không khí cho mọi người. Cây sao băng này thì thường được mua để đặt trên các cái ban công, cửa sổ hay là dùng để trang trí tiểu cảnh sân vườn này. Đó, thì cái cây sao băng này nó là một cái loài cây mà mọi người sẽ khá là tìm hiểu về cái mệnh mà nó sẽ hợp. Thì cái cây này nó sẽ hợp với những người mệnh mộc và mệnh kim nha mọi người. Đó, những người mệnh mộc và trồng cây này đi sẽ đem đến nhiều sự may mắn này, sự hạnh phúc. Thì mọi người thường biết đến nào nhá, là sao băng nó tượng trưng cho điều may mắn này, cầu được ước thấy. Nên là cái cây này cũng như thế, mọi người trồng một cái cây này trong nhà ấy thì sẽ đem đến cho mọi người cực kỳ nhiều may mắn nữa. Và sự nghiệp trong công danh sự nghiệp này, thăng tiến trong cuộc sống. Đó, nghe sao băng này đem nghe đến những sự may mắn rồi đúng không mọi người? Và người mệnh kim mà trồng cây này mà trồng trong một cái chậu trắng nhỏ nữa ấy thì cũng cực kỳ là hợp, bởi vì cái cây này hợp với mệnh mộc và mệnh kim. Mệnh mộc, mệnh kim, những người mà rinh được cái cây này về thì đem đến cho họ thì nhiều sự tiền tài, hạnh phúc. Thì cách chăm sóc của cây này cũng khá là đơn giản đó mọi người. Cách mọi người, cây này hầu như là một cây cũng là khá là ưa nước. Cái phần đất mà mọi người trồng cho nó cũng phải đủ ẩm cho mọi người, thường xuyên đủ ẩm để cây phát triển, không nên để cây bị khô. Để cây bị khô thì cây sẽ dễ dẫn đến tình trạng bị chết và bị vũ xuống trong rất là thiếu sức sống. Thì tưới nước ấy, thì mọi người nên khoảng 2 ngày tưới nước một lần và để cho đất khoảng 4cm với cái thân cây mọi người. Và nên để ở những nơi có ánh sáng vừa phải này, thoáng khí này. Đó, để cây có thể quang được một cách tốt nhất. Và mọi người về ánh sáng này thì mọi người nên để ở cây có những sông lượng để ăn tông ý. Mọi người cũng không nên để cây ở ngoài nắng gắt quá nha. Để cây có đủ ánh sáng vừa phải, có thể buổi sáng đem ra phơi nắng 3 đến 4 tiếng, trong khung giờ là từ 7 giờ đến 10 giờ đổ lại. Đó, còn là vào buổi chiều từ 4 giờ trở về tối thì cái cây này nó sẽ hấp thụ ánh sáng một cách tốt nhất. Đó, lá của nó này mọi người, lá của nó hình bầu.
tim nhọn như thế này, và trên những cái viên này nó sẽ có những cái răng cưa này thì nó tạo nên một nét riêng biệt cho cái cây này. Còn về đất trồng, mọi người nên chọn cái loại đất có độ thoát nước tốt nha. Ví dụ như mọi người có thể trồng đất trộn với cái xơ dừa, hoặc là đất trộn với chấu khô á, thì nó sẽ giúp cho cái cây của mình có cái khả năng thoát nước là khá là tốt và tránh tình trạng cây bị ngập úng rễ đó. Nếu mà cây này trong nhà chiếu sáng thì mỗi tuần nên đưa cây ra ngoài thì khoảng 3 ngày trong một tuần nha mọi người. Thì tất cả những cái cây này ở bên sau vườn của em đang sẵn rất là nhiều. Nếu mọi người thích thì hãy qua trực tiếp đây để tìm ngay cây này về nha. Cái cây tiếp theo mà cũng không thể thiếu trong cái góc tiểu cảnh của mọi người đó chính là cái cây đây. Một cái cây có màu sắc mà gọi là rất là đẹp, gọi là cùng tông màu với chậu luôn, đó chính là cái cây mang một cái tên cực kỳ mỹ miều, cái tên rất là hay, cây hạnh tiên thảo. Vì sao gọi là cây hạnh tiên thảo? Bởi cái cây này nó là một loài cây thân thảo mọi người, thuộc họ hồ tiêu này đó. Cái này mình những cái chiếc lá hình trái tim này nhỏ có màu tím, và thậm chí cây này còn có màu xanh nữa mọi người ạ. Cái hạnh tiên thảo này không chỉ có màu tím mà nó còn có thêm là màu xanh nữa. Trên những cái viền lá của nó sẽ xùi lên những cái đường gân nổi trội, đẹp lắm. Lá của nó khá là cứng cáp nha. Cây này đang ra cực kỳ nhiều mầm non mọi người, lá non bên trong phụ cây ra rất là nhiều và nó tỏa ra thành cái khóm bồng bồng như thế này, giống như một cái khóm á, khóm hoa ấy, mọi người. Trồng cái cây này trong một cái chậu sứ để bàn nó cực kỳ đẹp luôn. Nếu mà một người muốn trang trí thêm cho cái góc làm việc của mình thêm nổi bật thì nên lựa chọn cây này, là một cái lựa chọn cực kỳ đúng đắn cho mọi người ạ. Về cái cây hạnh tiên thảo này, nó sẽ thường mọc thành những cái bụi nhỏ như thế này, và cao hơn thì nó sẽ chỉ cao tầm khoảng là 20-30cm thôi, chứ cái cây này nó sẽ không cao hơn đấy đâu mọi người. Nó chỉ phù hợp bởi vì nó tỏa ra thành một cái form cây tròn ấy, nên là chiều cao của nó sẽ không có nổi trội. Nếu mà cao thì nó sẽ thường cao đều những cái lá với nhau, nên mọi người để ý thôi, lá nó sẽ thường cao đều như nhau, trừ những chiếc lá non đang mọc ra nha mọi người. Còn lá nó cao đều với nhau tạo thành một cái đường vòng tròn rất là đẹp. Thì cây này nó còn có hoa, hoa của nó sẽ có cái hình là sọc dài như cái nhụy ấy mọi người, mà nó có một cái mùi thơm khá là nhẹ. Và cái cây này thì có thể nở hoa suốt vào mùa hè và mùa thu. Cây này trôi được hoa khá là lâu, mua cây này về để hoa được tầm khoảng 3-4 tháng lận luôn mọi người ạ. Trôi hoa lâu vừa đẹp mà là hoa còn trôi lâu được nữa. Cuống của nó thường sẽ có một cái màu tím đỏ. Cuống nó đi mọi người, màu tím đỏ xanh trắng ở giữa này. Cái cây mà màu sắc cũng khá là hiếm thấy và riêng biệt, khác hẳn với những cái cây khác đó. Cây này cũng khá là lạ vì cái tên của nó nghe rất là hay, nhưng mà thường thì sẽ ít thấy. Hạnh tiên thảo, cái tên mà ai sẽ nhớ. Cái công dụng của cây này với cái hình dáng và màu sắc bắt mắt, cây này thì thích hợp để trồng trang trí trong không gian sống và văn phòng làm việc này. Cái cách trồng của cây này, cây hạnh tiên thảo này phát triển ở những cái nơi mà có cái đủ ánh sáng và tránh ánh nắng trực tiếp. Mọi người không nên để cây ở ánh nắng trực tiếp, nếu mà để trong nhà thì nên để nơi có ánh sáng như ở cái cửa sổ có kính này, có kính ấy mọi người, và thường xuyên tưới nước cho cây đủ ẩm nha. Để trong máy lạnh cũng được, nhưng mà mọi người cũng tưới nước ít hơn, thường nếu mà không để trong máy lạnh thì sẽ tưới nước nhiều, còn để ở máy lạnh thì hạn chế tưới nước hơn. Còn thường xuyên lau lá cho cái cây này, mọi người nên thường xuyên lau lá cho nó để tránh tình trạng lá bị bẩn này, để cho cây có thể form tốt hơn đó, cây sẽ phát triển tốt này, đem lại cho mọi người cái cây đẹp hơn mọi người. Và cái để có được cái cây hay cây thảo thì sao bên em đang sẵn nha mọi người. Thì cây của bên em vừa xanh sạch đẹp và uy tín, an toàn cho sức khỏe mọi người đó. Tại sao mọi người thường chọn cái cây đẹp tốt nhưng mà hẳn thì chất lượng chưa chắc đã tốt, thì mọi người hãy qua ngay bên sau cây đời, bởi vì cây bên em là hầu như là những cái cây được chăm sóc rất là kỹ, được bón bởi những cái phân dinh dưỡng tốt hữu cơ này đó.
Bên em làm rất là nhiều, nên là mọi người hãy nhanh tay tin về cho mình những cái cây nhỏ xinh như thế này để trang trí cho góc nhỏ sân phòng của mình đó. Nếu mà mọi người thích thì hãy liên hệ trực tiếp qua số điện thoại hotline để trên màn hình, hoặc là tới trực tiếp tại showroom bên em. Bên em đang có rất là nhiều ưu đãi và nhiều phần quà cho mọi người mua theo combo cho mọi người. Cảm ơn mọi người đã xem nha. Bye bye mọi người.